Thomas là một luật sư đến từ London. Anh đang trên đường tới Nga để ký hợp đồng mua bán nhà đất với một bá tước có tên là Dracula. Thấy thanh niên say xe ngựa nên cặp vợ chồng Nga kêu bác tài chạy chậm lại. Nhưng người chồng phát hiện mặt trời sắp lặn liền hoảng sợ kêu bác tài phóng hết ga hết số. Thomas ngồi trong xe bị hành cho say sẩm mặt mày. Cuối cùng chiếc xe ngựa cũng đã tới được thị trấn. Chàng trai kêu bác tài để hành lý trên xe để tối nay tới lâu đài của bá tước. Bác tài mỉm cười rồi cầm hành lý vứt toẹt xuống. Cậu tự xách mông lên mà đi chứ tôi không dám tới nơi quỷ ám đó đâu. Mọi người trong thị trấn khi nghe thấy vậy cũng túm lại khuyên cậu đừng tới đó. Một người đàn ông còn nói rằng bá tước Dracula chính là một con ma cà rồng. Thomas tỏ ra không tin mấy câu chuyện tưởng tượng đó. Người phụ nữ tốt bụng đưa cho anh sợi dây chuyền thánh giá nhưng anh từ chối. Thứ này sẽ bảo vệ anh đó. Tôi không cần đâu. Lịt bẹ mày có cầm lấy không? Rồi đưa tao 15 đồng nhanh lên. Sau đó người phụ nữ tốt bụng từ từ bước đi. Cảm thấy thị trấn này quá quái quỷ, anh liền xách vali tới lâu đài. Nơi đây u ám dị thường. Bức tượng bên ngoài khắc hình người phụ nữ đang bị một con quỷ cắn vào cổ. Tính gọi cửa thì tay nắm lại gãy ra và vỡ vụn thành đất cát. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt Thomas là một đại sảnh cũ kỹ đầy tơ nhện. Anh có phần hơi hoang mang bước vào trong, đột nhiên cánh cửa phía sau đóng rầm lại. Thằng nào chơi ác vậy, mở cửa ra coi nào. Bá tước Dracula xuất hiện kèm theo một cái bóng khát máu. Ông vui vẻ giới thiệu đứa trẻ bóng đêm rồi đạp phải phân của nó té cắm mặt xuống đất. Sau màn chào hỏi, ông dẫn Thomas lên trên văn phòng. Ký xong tờ giấy này, bá tước sẽ là chủ lâu đài Carfax ở Anh. Anh chàng bị tờ giấy cứa đứt tay khiến máu phun ra như nước. Bá tước nhìn thèm chảy nước miếng. Số máu này mà đánh tiết canh ngon phải biết. Tối đó Thomas đang ngủ thì hai con ma cà rồng ba đầu xuất hiện. Chúng từ từ tiến lại gần, con thì cạ bướm, con thì cạ bưởi. Tiếp đó cả hai lao tới đẻ lên người thanh niên tội nghiệp. May mắn lúc này bá tước đi ngang qua thấy. Ông lập tức đuổi hai con ma cà rồng đứng lò này ra ngoài. Chúng mày có bước đi nhanh lên không hay là muốn tao đá đít? Ông vào thăm anh bạn trẻ và nói rằng anh ta vừa gặp ác mộng. Thomas hoang mang nói phải chi ông tới muộn hơn tí nữa là được rồi. Sau đó bá tước thôi miên biến anh ta trở thành nô lệ. Ông ra lệnh cho Thomas phải canh chừng cỗ quan tài của ông khi cả hai vượt đại dương tới Anh Quốc. Tối hôm sau, con tàu chở hai người gặp bão lớn. Dây thừng bị đứt khiến bá tước sấp mặt lồng trong đó. Ông gọi Thomas xuống giúp đỡ và thế là bọn họ sấp mặt cùng nhau. Sau một hồi cố gắng, anh cũng cố định được cỗ quan tài lại. Bá tước tỉnh dậy với gương mặt hơi ngáo đá. Sau khi đặt chân xuống London, ông tới nhà hát opera để tìm bác sĩ Seward để bàn về tòa lâu đài Carfax của mình nối tiếp với đất của bác sĩ. Nhưng chưa kịp trao đổi gì thì bác sĩ đã phải ra ngoài vì có người đang chờ ngoài sảnh. Tại đây, ông gặp Jonathan cùng vị hôn thê của anh ta là Mina và người chị Lucy. Các cô gái đều ngưỡng mộ tòa lâu đài cổ kính tuyệt đẹp của bá tước, đối diện với một người đàn ông thành công và đầy quyến rũ như Dracula. Cô nàng Lucy không thể cưỡng lại muốn làm quen với chàng. Bá tước hẹn gặp lại người đẹp vì ông đang có việc bận. Cô em Mina cảm thấy người đàn ông vừa rồi có gì đó không giống con người, nhưng Lucy không quan tâm vì cô chảy nước mất rồi. Tối đó Lucy đứng bên cửa sổ ngó về tòa lâu đài của bá tước, thấy ông bước ra cô liền cởi áo khoe cơ thể hoàn hảo của mình. Hàng ngon thế này không đớp lại phí. Bá tước hí hửng biến thành con rơi bay tới phòng của cô nhưng lại cắm mặt vào cửa kính. Ngay khi ông mò lên tính làm thịt gà thì bác sĩ cùng con rể mở cửa phòng vào. Họ nói rằng nghe thấy tiếng động sau vườn và tình nghi có thằng mặt lồng nào đó đang rình mò con gái nhà lành. Ngay khi bọn họ ra ngoài thì bá tước lại tiếp tục hành sự. Ông tiến tới gần người đẹp và hút cạn máu con nhà người ta. Sáng hôm sau Mina tới phòng chị để nhắc nhở về cuộc hẹn đi cưỡi ngựa. Nhưng Lucy lúc này cảm thấy mệt mỏi thiếu sức sống. Thế là cô em đi xuống kêu bố lên kiểm tra. Bác sĩ Seward lập tức chạy lên và tiêm cho con gái một mũi thuốc phiện để nó khỏe lại nhanh hơn. Ông hỏi Lucy về vết cắn kỳ lạ trên cổ nhưng cô ấy không biết rồi ngủ thiếp đi. Cảm thấy việc này có điều gì đó mờ ám, ông liền kêu con rể đi tìm bác sĩ Van Helsing. Đó là một tiến sĩ cũng là thầy thuốc chữa các căn bệnh bí ẩn. Lúc này Van Helsing đang hướng dẫn sinh viên thực hành mổ tử thi. Chỉ những ai vượt qua được chuyện này mới có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật. Ông vừa mới trình diễn vài kỹ thuật cơ bản đã khiến cho rất nhiều sinh viên bất tỉnh nhân sự. Tới phần lấy ruột ra khỏi cơ thể thì chỉ còn đúng anh chàng đeo mắt kính là có thể trụ lại được. Thằng này khá đấy, vậy chúng ta hãy cùng nhau cầm chiếc búa này lên để kiểm tra bộ não nhé. Ban đầu còn tự tin nhưng khi cầm bộ não trên tay, anh mắt kính vội té xỉu. Bọn trẻ thời nay yếu đuối quá. Đúng lúc này cô y tá bước vào đưa cho ông một bức thư khẩn cấp đến từ bác sĩ Seward. Trở lại với bá tước Dracula, ông vừa tỉnh dậy nhưng cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Rõ ràng ma cà rồng không thể thức dậy vào ban ngày mà tại sao mình lại có thể? Sau một hồi suy nghĩ, ông đoán rằng chính dòng máu trẻ trung của Lucy đã hóa giải lời nguyền đó. Thế là bá tước vui vẻ ra ngoài trong ánh nắng rực rỡ. Thế giới này thật tươi đẹp và nhiều màu sắc. Này hai bạn trẻ, có thể cho mình xin cái đùi gà với ly rượu không? Đang vui vẻ thì Thomas chạy lại. Anh ta ngạc nhiên khi chủ nhân có thể ra ngoài ánh sáng. Bất ngờ cánh tay bốc khói khiến ông hoảng loạn. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ hoang đường của bá tước.
Sáng hôm sau, Lucy được bác sĩ Van Helsing thăm khám, kiểm tra vết thương xong, ông hoảng hốt nói rằng đây là một hiện tượng siêu nhiên vượt qua những cuốn sách y khoa mà ta thường đọc. Lucy đã bị tấn công bởi những sinh vật trồi lên từ nấm mồ và hút hết máu sinh vật sống. Thứ mà chúng ta đang đối mặt đó chính là một con ma cà rồng. Seward và Jonathan nói điều đó phản khoa học. Khoa học cái con mẹ gì, lại đây tôi cho các anh xem. Lucy đã mất rất nhiều máu nhưng trên giường lại chẳng có tí huyết nào. Vậy thì số máu ấy đã đi đâu? Van Helsing đoán rằng con quái vật đó tối nay sẽ quay lại đây để hút máu Lucy. Nếu cô gái này chết đi thì cô ấy sẽ biến thành một con ma cà rồng. Seward cầu xin vị bác sĩ kỳ lạ này hãy cứu con gái mình. Sau khi tham khảo tài liệu, hai người biết rằng ma cà rồng rất sợ tỏi. Tối đó bà tức tỉnh dậy, lịt pẹ thằng nào để cái đèn chùm ngay đây vậy. Cùng lúc này mọi người đã mang tỏi treo đầy phòng của Lucy. Van Helsing nói rằng bọn họ sẽ ở phòng bên cạnh. Nếu có động tĩnh gì thì tất cả sẽ chạy qua hỗ trợ. Đúng như dự đoán, bà tước đã xuất hiện. Ông dùng năng lực của mình để mở cánh cửa ra, nhưng khi chui đầu vào thì cái méo gì thế này. Ông vội đóng cửa lại rồi mò tới trại tâm thần tìm Thomas. Nói chuyện thế này không phải phép, để tôi quay lại cho đúng. Ông ra lệnh cho người hầu phải phá hết tất cả số tỏi có trong phòng Lucy. Sau đó Thomas lẻn vào trong phòng và bắt đầu tháo dỡ số tỏi. Anh ta nghe thấy tiếng rên lên vì sướng của Lucy liền chui đầu vào chăn ngó. Kết quả là bị cô ấy phát hiện. Bá tước bên ngoài lắc đầu ngao ngán. Seward và con rể vội chạy vào khống chế tên dâm tặc. Thấy tình hình tạm ổn nên cả hai rời khỏi phòng cho Lucy nghỉ ngơi. Không chui vào phòng được, vì vậy bá tước đã ra lệnh cho cô gái tội nghiệp tự mở cửa ra ngoài. Đúng lúc này cô em Mina bước ra sau vườn nhìn thấy vội hét lớn. Mọi người chạy ra đó nhưng đã quá trễ. Lucy đã chết vì bị hút cạn máu. Van Helsing nói rằng cần phải cắm cọc gỗ xuyên tim Lucy để cô ấy không bị hóa thành ma cà rồng, nhưng Seward không đồng ý. Ông còn cố chấp cho rằng ma cà rồng không có thật. Đúng lúc này, bá tước Dracula tỉnh bơ tới thăm hỏi động viên gia đình. Bác sĩ Van Helsing có chút nghi ngờ vị bá tước này vì dòng họ Dracula thời xưa nổi tiếng với việc tra tấn và giết người rất dã man. Thế là cả hai đấu võ mồm với nhau một lúc. Bá tước thấy tình hình không ổn liền xin phép chim én về trước. Những người còn lại tiếp tục đặt ra nghi vấn. Từ khi bà tước chuyển tới đây thì Lucy cũng bị căn bệnh kỳ lạ. Lúc này tại nhà xác, người trông coi gửi lời thương tiếc đến Lucy rồi quay ra ngoài. Bất ngờ một giọng nói vang lên khiến ông ta quay lại. Trong quan tài, Lucy nói mình còn sống và muốn nhờ giúp đỡ. Ngay khi người đàn ông mở nắp quan tài ra thì bị Lucy bật dậy hút máu tươi chết. Bác sĩ Van Helsing đi kiểm tra xung quanh thì phát hiện ra cái xác của người đàn ông tội nghiệp kia. Mà khi này Jonathan cũng tới trước nghĩa trang để trông mộ chị dâu. Tiếng ai đó vang vọng trong đêm khiến anh muốn đái cả ra quần. Lucy bất ngờ xuất hiện ve vãn một xúc than cùng em rể. Dù cặp bưởi có to vượt mặt thì Jonathan vẫn từ chối vì làm sao có thể ngư ông đẩy xe bò với một con ma được cơ chứ. Ngay khi cô ta tính hút máu Jonathan thì bác sĩ Van Helsing đã đến kịp lúc. Con ma cà rồng sợ hãi vội chạy vào trong hầm mộ. Không thể để nó tiếp tục hại người nên ông và Jonathan liền đuổi theo. Muốn tiêu diệt phải đóng cọc gỗ vào tim nó. Còn cách nào đơn giản hơn không bác sĩ? Vậy thì phải cắt đầu, nhét tỏi vào mồm rồi cắt hai tai. Vậy đưa tôi cái cọc đây. Jonathan cầm búa đóng một cái khiến máu phun lên như nước. Hình như cô ta vẫn chưa chết. Vậy thì đóng thêm phát nữa đi. Thế là cô nàng ma cà rồng dâm đãng đã được siêu thoát. Cùng lúc này bá tước tới trước cửa phòng của Mina. Ông dùng năng lực khiến người giúp việc ngủ gục và điều khiển Mina bước ra ngoài. Tôi bảo bước ra ngoài ban công chứ không phải chui đầu vào tủ quần áo. Vì điều khiển một lúc cả hai người nên bá tước có vẻ hơi loạn khiến bọn họ cắm mặt vào nhau. Thôi thì tự mình mò vào cho chắc cú vậy. Ông bế người ta ra và nói rằng em sẽ là cô dâu bất tử của đời anh. Hình như nhầm người miễn nó rồi. Thế là ông lại mò vào rồi bắt cóc Mina đi. Jonathan Bofer cùng bác sĩ trở về. Anh kể hết chuyện Lucy biến thành ma cà rồng cho bố vợ nghe rồi đi tắm. Seward hỏi bác sĩ sao có mỗi thằng con rể của tôi dính máu vậy. À, thì tôi núp sau bức tường thì làm méo gì dính máu được. Phía bên kia bá tước đang đã chuẩn bị một căn phòng đầy nến để thực hiện nghi lễ cướp vợ người ta. Cô gái tội nghiệp bị thôi miên cứ thế mà nhảy cùng với một con ma cà rồng. Sau điệu nhảy vô cùng cuốn hút, bá tước liền xin nhẹ tí huyết của người đẹp. Sáng hôm sau, Jonathan tìm tới phòng vợ sắp cưới. Gương mặt cô ấy vẫn hồng hào nhưng để che đi dấu vết cô đã quấn vải quanh cổ. Không ngờ phát cắn ấy khiến Mina từ một người thùy mị đoan trang biến thành một cô gái nứng lỏn. Cô muốn cùng Jonathan chơi bập bênh nhưng anh lại tức giận không đồng ý. Mina nói rằng cô cảm thấy có ai đó đang điều khiển tâm trí và ép mình phun ra những từ ngữ dung tục. Cô cầu xin chồng sắp cưới hãy giúp mình. Anh quỳ xuống ngỏ ý muốn giúp nhưng cô lại kéo tay anh chạm mông mình. Đúng lúc này Seward bước vào thấy được. Mina giả vờ khóc lóc nói chính Jonathan đã sàm sỡ con. Người bố tức giận đuổi con rể tương lai ra khỏi nhà. Không có cưới xin gì hết. Sau khi nghe Jonathan nói có ai đó đang điều khiển Mina, bác sĩ Van Helsing liền tỏ ra nghi ngờ trước khăn quàng cổ của cô ấy. Đúng như ông suy đoán, Mina đã bị ma cà rồng cắn.
Sau đó bác sĩ đã đưa cây thánh giá lên tay cô để giải trừ bùa chú. Người cha bất lực cầu xin Van Helsing hãy cứu lấy đứa con gái cuối cùng của mình. Để biết chính xác ai là Macazong, bác sĩ đã tổ chức một buổi vũ hội. Ba người đang đứng tranh cãi xem ai mới là kẻ đứng sau thì bá tước xuất hiện bất ngờ khiến họ hú hồn con chồn. Thấy Mina bên kia, ông không ngần ngại xin phép Jonathan được nhảy cùng cô ấy. Ông còn dặn Thomas hãy tới căn nhà hoang trên núi để canh chừng cỗ quan tài. Ngay khi hai người đang nhảy thì Van Helsing ra lệnh cho người làm kéo tấm gương ra, và đúng như dự đoán, ma cà rồng sẽ không phản chiếu trong gương. Mọi người đều ngạc nhiên nhưng vị bá tước không để ý. Ông còn kêu ban nhạc chơi bài khác sôi động hơn, nhưng điều quan trọng bây giờ là cô nàng Mina lại thích ông già đầu bạc này mất rồi. Sau khi biết mình đã bị lộ thân phận, bá tước Dracula liền bế Mina bay ra ngoài cửa sổ chim én đi mất. Thomas tính chạy theo chủ nhân nhưng đã bị bắt lại. Mọi người chia nhau đi tìm nhưng vẫn không tìm thấy con ma đầu bạc kia. Không có bất kỳ manh mối nào nên Van Helsing nghĩ ra một cách là thả tự do cho Thomas, sau đó lần theo anh ta để đến chỗ mà Dracula đang trốn. Thomas vừa bị tống vào tù đã được thả ra với lý do là cư xử tốt. Đoán được đây chỉ là kế dụ mình dẫn đường tới chỗ chủ nhân, vì vậy anh ta nghĩ ra cách chạy đúng một vòng tròn tại chỗ để đánh lạc hướng rồi chạy về với chủ nhân. Ba người đi theo tới được căn nhà bỏ hoang trên đồi. Thomas hí hửng khoe mình đã đánh lừa được lũ ngu đi theo hướng khác. Ủa sao tao lại nghe thấy tiếng lũ ngu mà mày nói ở bên ngoài vậy? Thế là anh ta bị chủ nhân xách cổ lên rồi đẩy lăn long lóc xuống cầu thang. Ba người Jonathan xông vào thấy bà tước bên trên vội đuổi theo. Cánh cửa trên tầng đã bị khóa lại buộc họ phải dùng chính cơ thể để phá cửa. Trong lúc đó bá tước Dracula tính hút cạn máu của Mina để cô ấy biến thành ma cà rồng. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đã phá được cánh cửa. Jonathan lao lên tấn công nhưng sức người không thể đấu lại ma cà rồng. Rất nhanh anh ta và ông bố vợ bị loại khỏi cuộc chơi. Bác sĩ Van Helsing vội lấy cây thánh giá lên khiến bá tước sợ hãi lùi về sau. Ông kêu Jonathan hãy kiếm một cái cọc gỗ để đâm vào tim con ma. Nhưng bá tước đã phản công lại đánh gãy cây thánh giá và bóp cổ Jonathan. Cứ tưởng là kết thúc đến nơi rồi nhưng ánh sáng mặt trời đã cho họ thêm hy vọng. Bác sĩ vội vàng kéo tấm rèm xuống khiến toàn thân bá tước bốc khói. Ông ta biến thành con rơi bay lên trần nhà để trốn ánh sáng. Bất ngờ Thomas cậy tấm ván trên nóc nhà để tìm chủ nhân. Và sự nhiệt tình ấy đã giúp bá tước được đầu thai chuyển kiếp sớm hơn dự định. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.